Chúa,
Lạy Thiên Chúa toàn năng thần hữu, xin tạo cho chúng con một tâm lòng trung tín và quảng đại, để chúng con hiểu thành phụng sự và yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa và là Chúa chúng con, đứng hằng sống và hiện trí cùng Chúa trong sự nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách Tiên tri Isaiah. Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn. Và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thỏa mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của ta sẽ công chính hóa người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ. Đó là lời Chúa. Ta thank you.
bài kết thư gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng Đế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Đức Giêsu con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chân không phải chúng ta có vị Thượng Đế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta. Trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước tòa ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm ân sủng để gặp được nơi phụ trợ kịp thời. Đó là lời Chúa. Và hôm nay thầy phó tế trân trọng đức
được mời để giúp chúng ta hiểu thêm, đào sâu thêm, ý thức thêm về sứ mạng truyền giáo của mỗi người chúng ta trong kế hoạch yêu thương và cứu chuộc của Thiên Chúa và đặc biệt của Giáo hội mà Chúa Kitô đã lập. Xin kính mời. Tôi xin chào cha và bạn chị em, cảm ơn cha. Thật vậy, thưa bà và anh chị em, Khánh Nhật Truyền Giáo là một trong những lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ. Chúa Giêsu Kitô chính là một vị truyền giáo đầu tiên cao cả và tuyệt vời nhất, bởi vì chính Chúa Giêsu Kitô đã thật sự tin và những lời rao giảng của mình, và cuối cùng Ngài đã chết cho chính lời rao giảng của mình. Có một văn hào người Pháp, ông ta trở lại đạo và sau này trở thành vị linh mục. Khi nói về Chúa Giêsu Kitô thì ông ta viết rằng: tôi chỉ tin những gì mà người ta rao giảng nếu mà người tôi thấy người đó thật sự tin và sống cho cái lời rao giảng của họ và họ chết cho cái lời rao giảng của mình. Đúng vậy, thưa bà anh chị em, một người mà dù cách tài dù cách mấy, cách ăn nói hay cách mấy mà người đó sống cách tin và sống cho cái lời rao giảng của mình thì rất khó mà thuyết phục hoặc là kêu gọi người khác tin theo mình. Bởi chính vì vậy, truyền giáo không phải chỉ là một lời nói mà truyền giáo là cả một đức tin và sống trọn vẹn cái đức tin đó. Thánh nữ Teresa hài lòng Giêsu khi Ngài vào trong dòng kính chỉ mới 16-17 tuổi và khi Ngài được Chúa gọi về cũng chỉ mới 24 tuổi. Nhưng trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời của Ngài thì Ngài ngoài cái bệnh bị lao phổi thì Ngài còn cái bệnh lên bàn chân mà sau này người ta nói là có thể đó là bệnh gan hoặc là một bệnh xương nào đó của bàn chân. Mỗi bước chân của thánh nữ đi là một lần đau đớn vô cùng. Trong cái linh đạo đường thơ ấu thánh nữ viết: mỗi khi mà tôi bước đi thì bàn chân nó rất đau và chậm chạp, và những khi đó tôi đã dâng lời cầu nguyện với Thiên Chúa: lạy Chúa, mỗi khi con bước đi bàn chân con đau, đau lắm Chúa ơi, nhưng con xin dâng cái đau của bàn chân của con để cầu nguyện cái đôi bàn chân của các nhà truyền giáo trên toàn thế giới. Chính vì vậy mà thánh nữ dù đã thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã không một lần nào rời khỏi cái bốn bức tường của tu viện dòng kính, nhưng giáo hội đã tôn phong cho Ngài là một thánh quan thầy của các ngôi nhà thờ truyền giáo. Kính thưa bà và anh chị em, những cái bài tin mừng mà con vừa công bố ngày hôm nay, Thánh Marco tiếp tục kể lại cho chúng ta câu chuyện Chúa Giêsu và 12 tông đồ trên con đường đi về Jerusalem. Trong lúc nghỉ ngơi trên đường thì Giacôbê và Gioan, chúng ta cũng biết rằng Thánh Gioan tông đồ là một môn đệ Chúa Giêsu yêu thương nhất, như lời Ngài đã viết trong cái phúc âm của Ngài. Khi đó Giacôbê và Gioan vẫn còn mang những cái tư tưởng rất là trầm tục, vẫn còn ham muốn cái quyền lợi danh vọng ở đời này, nên hai ông đã đến thưa với Thầy Giêsu: lạy Thầy, khi nào Thầy trong vinh quang, xin Thầy cho hai đứa con đứa ngồi bên hữu và đứa ngồi bên tả. Không khác gì hai ông xin Thầy là khi nào Thầy về Jerusalem mà Thầy được làm vua thì cho con một đứa làm thủ tướng, một đứa làm phó thủ tướng. Còn mười ông, hai ông đã như vậy, còn mười ông kia có tốt hơn không, có khá hơn không thì chắc chắn là không. Bởi vì trong phúc âm chúng ta nghe ngày hôm nay kể lại rằng mười ông kia nghe hai ông này xin Thầy như vậy thì lấy làm bực tức, bực để tức tối giận dữ. Mà ông tức tối là vì ông thấy rằng hai ông này nhanh chân hơn mình, dám xin Thầy những chức vụ cao nhất, và tới khi mình á thì Chúa Giêsu ta chỉ cho những chức vụ tầm thường mà thôi. Chỉ khi nào Chúa Giêsu thật chết đi, chịu nạn chết đi trên thập giá, chỉ khi nào Chúa Giêsu thật sự sống lại, chỉ khi nào Chúa Giêsu hiện đến với các ông, chỉ khi nào Chúa Giêsu lên trời và các Chúa Thánh Thần hiện xuống để soi sáng, thì chính lúc đó những ý tưởng trầm tục, những tham muốn của đời này trong các ông đã hoàn toàn tan biến. Các lúc đó các ông đã can đảm đi vào dòng đời để trở thành những nhà truyền giáo nối tiếp Thầy Giêsu của mình, để thật sự sống và tin vào những lời rao giảng của mình và sẵn sàng chết vì những lời rao giảng đó. Hơn 2.000 năm trước, các thánh tông đồ ta theo nghe lời Thầy của mình dạy trong bài ngày hôm nay. Con người đến
trở nên nhỏ bé và hèn mọn. Có người đến để phục vụ người khác chứ không phải để người ta phục vụ mình. Trước năm 1975, các cụ lớn tuổi chắc nhớ tới, người ta nói tới đức gia, đức giám mục John Cassian. Ngài là một vị linh mục người Pháp. Ngài thuộc dòng Thừa Sai Paris. Ngài đã đến truyền giáo trên mảnh đất. Trong thập niên 1920, Ngài đã đến mảnh đất Việt Nam thân yêu chúng ta để truyền giáo. Ở đó, Ngài gặp trại không cùi Di Linh. Ngài ở Việt Thọ gần 10 năm trời. Sau đó, Ngài được mời ra ngoài làm giám mục. Nếu chỉ làm giám mục vài năm thì Ngài xin từ chức. Và đức gia trở về lại trại không cùi Di Linh để phục vụ. Trong suốt mấy mươi năm trời ở chủ trại, đức gia đã rao giảng lời Chúa và đức gia đã sống cái lời Chúa. Đức gia đã chăm sóc ở từng ly từng tí để rồi cuối cùng chính đức gia đã bị lây bệnh không cùi. Và đã được Chúa gọi về năm 1973. Khi Chúa gọi về thì lúc đó nó biết bao nhiêu tâm hồn đã trở về với Chúa, bởi vì qua chính cái tấm gương sống của Ngài là tin mà sống thẳng hoàn toàn cho cái lời rao giảng của mình. Thưa ông bà và anh chị em, giáo hội mời gọi chúng ta mỗi người hãy là một ngọn lửa truyền giáo. Nhưng chúng ta cũng chỉ là những con người tầm thường, chắc dễ sa ngã trước những tội lỗi. Và tính tình chúng ta thì lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc ghét, lúc thì hiền như ma sơ, lúc thì dữ như bạc hà, lúc bất thì vui vẻ dễ dàng dễ chịu, lúc thì khó chịu mặt đóng, mà ai mà nói động tí đó, thì lúc đó là chết giọng với bà, về nhà thì ngủ không được rồi lại giận hơn. Do đó mỗi người chúng ta nếu chỉ là một đống lửa truyền giáo thật nhỏ bé, mong manh phất phơ, rất dễ bị thổi tắt đi trong những phong ba của cuộc sống và trong những thử thách của cuộc đời. Như một đống lửa dù nhỏ bé cách mấy cũng không thể xua tan được màn đêm tăm tối. Nhưng hàng trăm đống lửa ngồi ở đây, hàng trăm đống lửa nếu mà hợp lại với nhau sẽ trở thành một vùng ánh sáng để xua tan đi màn đêm. Để từ đó ánh sáng của tình yêu của Chúa Giêsu sẽ được lan tròn tới nhiều nơi và nhiều người. Con chỉ ước mong sao cái ngọn lửa, cái đống lửa truyền giáo nhỏ bé của con, cái đống lửa truyền giáo nhỏ bé của ông bà anh chị em vẫn tiếp tục cháy sáng trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Để từ đó ánh sáng của Kitô, tình yêu của người được chiếu sáng qua chính cái niềm tin của mình và chính cái đời sống của mình. Cảm ơn thầy Phó thể chia sẻ thật nặng chính của mỗi người và mỗi giáo hội. Tuần tới là khánh nhật truyền giáo, thì trong đó các cầu nguyện có tạ ơn Chúa và xin cho mọi người nhận biết Chúa Kitô và mọi người kêu gọi đồng hợp cho các vị thừa sai truyền giáo khắp nơi bốn phương trời. Chúng ta vinh dự sung sướng và hạnh phúc với điều Chúa kêu gọi đến với chúng ta có một phần đáp trả. Nhận như khăn như lời thần phong đủ, chúng ta cũng hãy đáp lại cho những khăn. Giờ chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đơn cao thành trời đất, muôn vật hữu hình là vô hình. Tôi tin tin một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa ơi Thiên Chúa, ánh sáng ơi ánh sáng, Thiên Chúa thật.
là nhân tố truyền giáo bằng một đời sống yêu thương và hiệp nhất. Xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha và hàng giáo phẩm được sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn và nhiệt thành chú toàn sứ mạng mở mang nước Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho các ngài truyền giáo được ơn khôn ngoan, can đảm và bình an của Chúa để kiên trì làm cho nước Chúa được lan rộng khắp mọi nơi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho ơn thiên diệu, xin Chúa đánh động những người trẻ để họ biết nhận ra tiếng gọi của Chúa và mau mắn dâng hiến đời mình trên đời sống tương trì. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết đến những anh em nghèo khó bằng tình thương yêu và phục vụ như lời Chúa dạy ngày hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thanh tẩy và đón nhận những thân nhân là của chúng con đã qua đời và những linh hồn có ý nghĩa sinh lễ hôm nay. Linh hồn Dominic và Maria Cao, linh hồn Maria, Veronica, Ben, Betsy, Polella, Yuse, Anna, Tommaso, Teresa, Andre, Pedro, Micael, Francisco Xavier, Domenico, Juan Bautista, Đàm Minh. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Với niềm tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa trong thính lặng của người, hãy dâng lên Ngài lời cảm tạ và những ước nguyện riêng tư của mình. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Và cuối cùng chúng ta không quên xin Chúa chúc lành an vui, và nếu đẹp lòng Chúa chữa lành về phận xá cho những anh chị em, người thân của chúng ta đau đớn bệnh tật, đang nằm ở nhà nghi nhà thương, cũng như những anh chị em, những đồng bào Việt Nam của chúng ta bên quê nhà ở trong đài được bao hòa phục và tìm thấy bình an và sự sống của chúng. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha hằng hữu, xin thương nhận những lời thành tâm mà chúng con vừa dâng lên và giúp chúng con luôn nhiệt tâm trong cuộc truyền giáo qua việc đem tình thương của Cha đến tới mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để ý lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận đi lễ hội Thánh Cha để ta cùng tôn vinh Thánh Chúa và vui cho chúng ta cùng toàn lễ hội Thánh người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thánh tay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Chúa. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đem hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thù ta phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cũng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn luôn hoan hoan tuyên xưng rằng: đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con bàn chuyện cho trẻ trẻ và nguyện xin Chúa sống lại và thấy Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con nhân lên Chúa bánh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu gần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và báo đức Kitô được Kitô nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
Đức Kiền Toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với tôi tớ Chúa là Đức Thánh Cha Francisco, các Đức Giám Mục Kevin Timoteo và Thomas và toàn thể hàng giám mục và giáo sĩ, xin Chúa nhớ đến các tôi tớ Chúa là Maria Veronica, Ben, Bessie, Kulena, Yuse, Anna, Tomaso, Teresa, Andre, Phil, Miguel, Francisco, Xavier, Domingo, Juan Bautista, David, Dominic, Emilia, Cao. Họ là những người con mà Chúa đã bỏ xa khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho các kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến các chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hồn ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Nữ Maria đã Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Chúa Xe và Thánh Sạch của Ngài, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam tiền nhân anh dũng của chúng con và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Xin nhờ người với người và trong người mà mọi vinh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lời Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng con nhan nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, lửa Cha thì lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha. Thank you.
Lạy Thiên Chúa đã đến xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin mà Chúa từ trong bi thiên bình thánh, con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng đưa ta đưa Chúa vào linh hồn con. Nhưng bởi vì bây giờ con không thể đưa Chúa được, thì xin Chúa đưa vào linh hồn con cái thiêng liêng, chẳng thà
chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vinh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Cảm ơn thầy Đức có gửi về thầy để đến thăm
sân bay Buôn Ma Thuột mới xây 170 mẫu đó, trong đó bao ý cha người Việt Nam của chúng ta, dòng đó đến từ Hungary, vì viện phù đầu tiên đó đến từ đó sau 1954 cộng sản liên bang Xô Viết vào chiếm những nước Tây Âu, trong đó Đông Âu, đó Ba Lan và trong đó còn nước Hungary, thì phải chạy trốn qua đây và đồng đó. Bây giờ có hơn có điều ít thấy trong các dòng tu nói tiếng Anh đó, là vì giữ trong có chỗ cha bảo Mark bảo, rồi có cha giá, rồi có một cha mới nữa, ngày trẻ mà không biết tiếng Việt nhưng mà rất trẻ, là để cho chúng ta thấy được như thế nào ơn Chúa để với tất cả, nhất là ơn gọi chỉ có cộng hòa công giáo Việt Nam đó. Tôi ước ao nếu được chúng ta đi ngày đó một lúc để tham quan, lúc để tìm tâm rồi xíu lại cũng phải lên để đọc kinh xuống đâu, không có đâu, là chỗ nửa giờ phải tìm tâm rồi đi thăm viếng rồi thánh lễ đó, có nhà đó. Biết đâu được mai này có những con em của chúng ta sẽ hôn thú ở đó, không ai biết được. Nếu chúng ta khích lệ con em và đi nâng đỡ con em của chúng ta, giữ trẻ các em đó thì này và tôi cũng nhắc lại xin phép nữa là ngày thứ năm tuần tới 21 trong tháng đó, cộng đoàn giáo sứ của chúng ta thay mặt giáo phận để cho hình thành chùa 21 giờ, chúng ta được kêu gọi không nhiều thì ít tới để nói lên lòng tri ân, nói lên lòng tôn thờ, nói lên bổn phận của chúng ta được về biết thì thân thể đó là theo giáo phận đó, mà chúng ta thấy chúng ta được qua khỏi này thì thấy gia đình chúng ta có người đau, có người bệnh tật, và vượt qua đó phải hồng ân lớn ra và tình yêu của Chúa. Đây là gì để chúng ta nói được lòng tri ân đối với Chúa Giêsu thánh thể mà cộng đoàn chúng ta thành lập hơn các cộng đoàn khác. Người thì thánh du xe người thì đức mẹ đồ quý, nhưng mà Chúa Giêsu thánh thể là trung tâm và chủ thể quốc giáo của mình, không còn gì nữa mà chúng ta cũng không biết ai để chọn để cộng đoàn chúng ta để có những ngày hôm nay như thế cảm trọng ấy. Ngồi nó thoải mái, cái nhà thờ tuần rồi Lê Sô của Mỹ tới đây thăm tôi là họ khen, rồi những người khác cũng khen, người Việt cũng khen, cũng là công lao. Tôi nhớ hồi 24 năm trước nhờ cộng đoàn Việt Nam chúng ta, trong đó anh chị em không có chó, không có gì mà đồng góp cả gần nhiều triệu đồng tiền. Sau 5 năm các cha leo lên sân phát thơ thất bại các vấn đề để mà khuyến cáo dân chúng để xây cái nhà thờ đó, mà cuối cùng cộng đoàn chúng ta tiên phong để cuối cùng có được như vậy. Cảm tạ ơn Chúa và anh chị em, nó hạnh diện sung sướng, và cảm tạ Chúa vì anh chị em và đức tin của anh chị em chúng ta như vậy. Và cuối cùng là có một điều là vừa rồi thầy Đức cũng như cha hiền là họ mới xin tiền là rồi với những thứ thì thầy Đức cũng đã mất 500 vì xin nhiều rồi đưa cho họ, thì thầy Đức cũng quảng đài ra tà về vậy. Nhưng mà cha hiền họ vừa mới xin thì cha hiền thông báo đừng có cái gì ai mà xin lấy danh nghĩa cha hiền xin tiền xin quà, vẫn nhất là con bà cụ đau đau này con mà anh chị em cứ người tới đây người tới nhà thờ thôi, có cái gì thì họ cha hiền và họ thầy Đức nhận nhé, thầy Đức đã bị hở rồi đó, thế thôi chúng ta nhận vậy. Và tôi cũng không một điều xin lỗi quý ông bà và anh chị em cái này ngài đó, nhưng mà phải biết lòng của anh chị em là cho nên bây giờ cái này nó cá nhân, nhưng mà nói cha hiền của nó là cái hội Orange County Vietnamese Catholic Mission đó thì chính là thành lập từ trong trường nước của chúng ta này. Hồi đó đã lập để giúp Đan Viện Phước Sơn, Đức Viện Phước Việt Nam, rồi bao nhiêu công trình khác của Việt Nam trong 20 năm qua, cũng như các riêng giúp để thành lập cái Đan Viện tu viện hay du xe của cha anh bây giờ Đức Viện Phụ trước đó, tất cả điều đó. Và trong đó có chị Lê thì là chị Hải, có anh Phú đó tù chủ tịch, rồi anh Thắng tù chủ tịch, rồi thầy Trọng Đức là tù chủ tịch, tất cả đều là tù chủ tịch của hội trường đó, của hội này đó, và đã giúp đỡ hết mình và kêu gọi quý anh chị em hết mình. Chính vì thế tôi xin kính mời quý ông bà và anh chị em gửi đến các thơ mời đó, tại vì cái ông thư ký ông mới nhiều lúc nó sai địa chỉ hoặc là không đủ đấy, thì nếu được xin thử lỗi cho và xin kính mời quý ông bà và anh chị em các hội đoàn những ca còn tới
ngày Chủ nhật ngày 7 tháng 11, ngày 7 tháng 11, Chủ nhật ngày 7 tháng 11, lúc 1 giờ trưa tại trung tâm Công giáo, để tạ ơn Chúa sau 20 năm, để và cảm tạ Chúa và đặc biệt tri ân thành Martino để vô lại phương cũng mời cha Hiệp để Ngài Chủ Thế, Ngài Quan Thầy thành Martino nhiệm vụ Ngài coi là gì thì Ngài mới cho biết là Ngài phải đi Oregon trong phần đó. Thì thôi chúng ta phải tạ ơn được mong anh chị em đã là trong 20 năm trước đây không đi giảng, nhưng mà bây giờ trong 20 năm nhiều người thì để nói đến lòng tri ân và gửi về Chủ của thành Martino và để nói lên những thành quả mà hết thảy quý ông bà và anh chị em đã đóng góp để có những thành quả, có cái kỷ yếu để cho thấy được như thế nào hy sinh của anh chị em trong 20 năm qua nhiều lắm, không bao giờ lên đài, không bao giờ tivi, nhưng mà anh chị em sẽ thấy được như thế nào trong 20 năm qua công lao hy sinh Chúa không thua đồng quả này của quý ông bà và anh chị em. Xin kính mời một lần nữa xin lỗi quý ông bà anh chị em nói cái vấn đề hồi cá nhân và đem ra đây nhưng vì tình đồng hương và đặc biệt quý ông bà và anh chị em đã từng là những người gây dựng nên cái hội này, đóng góp cái hội này, cho nên quý nhà ông là xin thưa lỗi cho cả nhà. Chúa ở cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.